cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà sắc chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng đường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà nhãn xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Nhĩ tí thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Bạch thế tôn, vì nhân duyên gì mà sắc xứ chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà nhãn giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường số lượng bình đẳng, bất bình đẳng, sắc giới nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn, xưng lường số lượng bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà nhĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng, thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà tĩ giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà thiệt giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xương lường, số lượng bình đẳng, bất bình đẳng, vị giới thiệt thức giới và thiệt xúc. Cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường, số lượng bình đẳng, bất bình đẳng. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà thân giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường, số lượng bình đẳng, bất bình đẳng, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà ý giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà địa giới chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà vô minh chẳng thể an lập tái nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng, bất bình đẳng, hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng chẳng thể an lập tái nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng, bất bình đẳng bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể an lập tánh nghĩ bàn xưng lường số lượng bình đẳng bất bình đẳng